Thệ nguyện siêng cầu nhất thiết trí, tánh đồng với hư không pháp giới, nhờ đó thấy khắp Phật ba đời, cùng với tất cả chúng Bồ Tát, cũng thấy cõi nước biển chúng sinh mà khắp phan duyên khởi đại bi, tùy tâm ưa thích của chúng sinh thị hiện đủ thứ vô lượng thân, khắp cùng mười phương các cõi nước, động địa phóng quang ngộ hàm thức. Thấy Phật thứ hai mà gần gũi, cũng thấy mười phương biển cõi Phật, cho đến Phật cuối cùng ra đời, số đồng bội tu di như vậy, số kiếp hạt bội các cõi chuyển, hết thảy Như Lai chiếu thế đăng, ta đều gần gũi mà chiêm phụng, khiến giải thoát này được thanh tịnh. Bấy giờ thiện tài đồng tử, vào được giải thoát Bồ Tát Diệu Âm tự tại thâm sâu này, vào vô biên biển tam muội, vào tổng trì Bồ Tát Đại Thần Thông rộng lớn, được đại biện tài của Bồ Tát tâm đại hoan hỷ, quán sát giữ gìn tất cả thành chủ dạ thần, dùng kệ khen ngợi rằng: đã tu biển diệu huệ rộng lớn, đã độ vô biên các biển cõi, trường dưỡng thân trí tạng không bệnh, oai đức quang minh trụ chúng này, thấu đạt pháp tánh như hư không, vào khắp ba đời đều vô ngại, niệm niệm pha duyên tất cả cảnh, tâm tâm dứt hẳn các phân biệt, thấu đạt chúng sinh không có tánh, mà nơi chúng sinh khởi đại bi, thâm nhập môn giải thoát Như Lai, rộng độ quần mê vô lượng chúng, quán sát suy ngẫm tất cả pháp, biết rõ chứng nhập tánh các pháp, tu hành Phật trí huệ như vậy, độ khắp chúng sinh khiến giải thoát. Ngài là điều ngự sư chúng sinh, khai thị đạo trí huệ Như Lai, khắp vị pháp giới các hàm thức, nói các hạnh sợ lìa thế gian. Đã trụ các nguyện đạo Như Lai, đã thọ giáo Bồ Đề rộng lớn, đã tu khắp tất cả hạnh lực, đã thấy mười phương Phật tự tại, thiên thần tâm tịnh như hư không, khắp lìa tất cả các phiền não, biết rõ ba đời vô lượng cõi, chư Phật, Bồ Tát và chúng sinh, thiên thần một niệm đều biết rõ, ngày đêm, ngày tháng, năm biển kiếp. Cũng biết tất cả loài chúng sinh, đủ thứ danh tướng đều khác nhau, mười phương chúng sinh nơi sinh tử, có sắc không sắc, tưởng không tưởng, tùy thuận thế tục đều biết rõ, dẫn dắt khiến vào đạo Bồ Đề. Đã sinh nhà thệ nguyện Như Lai, đã vào biển công đức chư Phật, pháp thần thành tịnh tâm vô ngại, tùy chúng sinh thích hiện các sắc. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói bài kệ này rồi, đảnh lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng, rồi từ tạ mà đi.